Những chú mèo nổi tiếng nhất TikTok bất đắc dĩ giúp chủ hái ra tiền. Lần đầu xuất hiện trên TikTok là vào tháng 7 năm 2021 qua đoạn clip của chủ nhân kể về câu chuyện lượm được ở bãi rác. Lúc đó, Mỹ Diệu còn nhỏ xíu, được cho uống sữa xong là lăn ra ngủ. Từ đó đến nay, đã gần 2 năm, hành trình phát triển của chị mèo cùng 4 người bạn khác luôn được chủ nhân cập nhật chi tiết qua các clip. Tuy nhiên, nó chỉ mới bắt đầu trở thành hiện tượng mạng từ khoảng đầu năm 2022 và chính thức hot từ năm 2023. Lúc này, Mỹ Diệu đã lớn, ngày càng đáng yêu với chiếc bụng mỡ và sở hữu loạt biểu cảm độc lạ. Thời điểm hiện tại, Mỹ Diệu đang sở hữu 1,4 triệu follow, 55,6 triệu lượt thích và các đoạn clip luôn duy trì ở mốc trên 1 triệu lượt xem. Tương tự như vậy, Chi Thối cũng bất ngờ nổi tiếng sau một bài đăng trên TikTok. Thậm chí, chỉ sau một tháng, đoạn clip của cô mèo này đã vượt mốc hơn 2 triệu lượt xem. Cạnh tranh với Mỹ Diệu và Chi Thối còn có kênh TikTok của Lan là con trai với 452,4 ngàn follower và bánh mì kẹp mèo với 57,1 ngàn follower. Thực chất cả Mỹ Diệu, Chi Thối, Lan hay bánh mì kẹp mèo không được đánh giá cao về vẻ ngoài hay sự đáng yêu so với những đồng loại khác. Tuy nhiên, sức hút của chúng đến từ loạt biểu cảm không giống ai, như Mỹ Diệu luôn được chủ nhân bắt cận vào những lần phá làng phá xóm, rạch tan ghế hay tranh ăn với đồng bọn. Chú mèo của kênh Lan là con trai thì lại sở hữu đôi mắt to tròn, thích được chủ nhân nựng má. Chi Thối thu hút nhất với loạt biểu cảm lim dim và thi thoảng còn là người đồng hành với Sen trong các chuyến du lịch đi cà phê. Bánh mì kẹp mèo thường xuất hiện trong khoảnh khắc ở nhà thì quậy phá, đi cùng chủ thì ngủ gật liên tục. Những đoạn clip về bốn hot mèo nói trên không hề màu mè, cũng không phải được đầu tư chỉn chu về mọi thứ. Song, có lẽ chính sự chân thật của chúng khiến cho người xem cảm thấy thoải mái, không gượng gạo, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và càng xem càng cuốn hơn.